Corgi thường được gọi là chó cáo vì chúng trông giống như cáo. Corgi rất thông minh. Chúng nằm trong danh sách 11 giống chó thông minh nhất trên thế giới. Corgi thông minh, nhưng đôi khi bướng bỉnh. Có thể đôi khi những chú chó sẽ cố ý không làm theo ý bạn. Corgi cũng là một người bạn rất trung thành, rất thân thiện và rất thích trẻ em. Tuy nhiên, Corgi rất hiếu động và ít khi ngồi yên. Đừng để chúng chơi với những đứa trẻ còn quá nhỏ. Bạn nên cho Corgi ra ngoài chơi thường xuyên, cho chúng chạy nhảy và nô đùa để giải phóng năng lượng. Corgi rất tình cảm và trung thành với chủ. Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm một chú chó đồng hành thì Corgi chính là sự lựa chọn tốt nhất. Chúng rất thân thiện với mọi người xung quanh. Nếu bạn đang tìm kiếm chú chó để nuôi khi nhà có con nhỏ thì Corgi vô cùng thích hợp. Corgi rất thích chơi với trẻ em và tỏ ra rất quan tâm đến trẻ nhỏ. Corgi luôn có những hành động và biểu cảm rất đáng yêu và dễ thương. Nhờ đó mà gia đình bạn tràn ngập tiếng cười và luôn có người bên cạnh bầu bạn.